Trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Siêu Ô Tô trong một buổi chiều nắng nóng như thế này. Và hôm nay thì em lại mang đến cho các bác một chiếc xe mà theo đúng tiêu chí là đời cao giá rẻ. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ, một mẫu xe phân khúc hạng B, vừa đẹp vừa rẻ vừa ngon vừa lành. Chevrolet Avell bản LTZ sản xuất năm 2018, xe chạy được 8 vạn mốt, đấy, đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2024. Xe thì còn zin toàn bộ, máy số zin, xe thì không có đâm đụng ngập nước, kính còn zin toàn bộ luôn. Điều hòa mát và nội thất của xe thì gần như là mới tinh. Đồng sơn ngoại thất của xe thì bên ngoài thì đồng đều và sạch sẽ. Xe thì cam kết đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn nặng ngập nước. Và em này là một chiếc xe Avell bản LTZ full kịch. Với cái giá tiền thì thực sự là quá rẻ luôn, 228 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, logo dấu cộng. Và đây là một cái dòng xe đến từ thương hiệu Mỹ rất là bền lành. Máy ngon, xe cứng và tất cả chất của xe thì vẫn còn rất là ok. Đồng sơn đều, tôn vỏ sạch sẽ và có cả la răng đúc trên 4 bánh, phanh đĩa đầy đủ và có dàn lốp thì vẫn còn rất là mới nhá. Lốp 2021 gần như mới tinh luôn. Em này thì bác chủ bác ấy gần như là không đi, thế là thành ra là xe chạy mới được có 8 vạn mốt thì vẫn còn rất là nhiều dày. Đấy, và chất xe thì vẫn còn rất là ngon. Sơn xi, tôn vỏ cũng như là form xe thì vẫn còn đẹp. Và đây là một chiếc xe mà đã tháo biển ra rồi. Tại sao tháo biển thì bây giờ do định danh. Thì là cái này em tháo biển giả bác chủ để bác ấy mua xe mới, bác ấy bấm biển mới nhá. Vì cái biển của con này rất là đẹp luôn. Đây này, biển 14A33566. Biển này thì các bác có thể là check tra kiểm tra xem là xe có đâm đụng tai nạn hay không nhá. Và đăng kiểm của chiếc xe này đến tháng 5 năm 2024. Đấy, kính là kính còn zin. Đây, không phải giấu, đây kính còn zin đây này. Đấy, 2018 kính còn zin luôn nhá. Và chiếc xe này thì đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng, cửa hàng em Vũ Siêu Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Em này thì đúng tiêu chí là đời cao giá rẻ rồi. Đời 2018 và bây giờ em Vũ Siêu Ô Tô đang bán với mức giá là chỉ có 228 triệu đồng thôi. Đèn của xe là đèn halogen đã được độ lên đèn led nhá. Và form xe thì tương đối là cứng, một mẫu xe kiểu dán sedan nhỏ gọn tiện lợi. Nó như những cái mẫu i10, nhưng mà i10 đời tự động mà 2018 này thì giá nó tầm phải 340-360. Nhưng mà chiếc xe này giá nó chỉ bằng 2/3 so với những chiếc xe Hyundai i10. Mặc dù là đây là một chiếc xe mà thương hiệu đến từ Mỹ của Chevrolet nhá. Và cái dòng này cũng là một dòng xe chạy rất là ổn định luôn, lành luôn, form xe đẹp, kiểu dáng trẻ trung và nội thất bên trong thì vô cùng rộng rãi. Lại số tự động zích zắc các bác ạ. Đây, số tự động zích zắc cho các bác luôn này. Đây, các bác nhìn nhá. Đấy, không lại bảo là số sàn thì lại giá đây này, số sàn thì lại quá đắt luôn. Con em này thì vô lăng củ số thì gần như là mới tinh rồi. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi với các bác cùng chi tiết về tất cả từng phần của chiếc xe để đánh giá xem là với cái tầm tiền 228 triệu đồng thì chiếc xe đời 2018 này có xứng đáng với giá tiền hay không nhá. Vâng, đầu tiên là mặt trước của xe thì toàn bộ các cái nan cản của xe đây còn nguyên này. Các bác nhìn này. Đấy, mặt trước của xe đây. Và đây là hai cái chỗ để bắt biển nhá. Hai cái này là để bắt biển này. Thì chưa tháo ra thôi, còn đâu còn nguyên. Logo Chevrolet, đấy, đúng logo dấu cộng luôn các bác nhá. Và đèn thì chiếc xe này đã được độ lên đèn led này. Đèn led ánh sáng trắng, rất là mạnh mẽ luôn, khỏe luôn và không hề lỗi lầm. Đấy, đèn này là trong vắt luôn nhá. Đó, đèn này trong vắt và đèn gầm của xe thì để nguyên đèn halogen, ánh sáng vàng. Cái này thì để cho các bác mà hay đi đường đêm, đèo núi mà nó bị sương mù đấy thì các bác đi cái đèn này rất là ok, chơi đèn trắng thì không ăn thua. Đấy, còn hai bên cản của xe đây các bác nhìn này, đồng sơn cản đều. Các bác có thể để ý nước này, nước điều hòa nó đang chảy ra đây, vì là đây là một chiếc xe mà động cơ máy đang nổ, em đang để nổ máy nhá. Vâng, đèn trong vắt luôn, tôn dày luôn này. Đấy, tôn rất dày luôn nhá, và sơn xi sạch sẽ ngon lành. Đấy, tôn dày luôn. Em này thì được cái là chất tôn rất là dày, form xe cứng. Lốp này là lốp 18555 la răng 15 và lốp là lốp 2023, lốp Bridgestone. Bridgestone 2023 các bác nhìn này. Đấy, lốp dày như này, gần như mới tinh luôn. Cái này thì bác chủ cái mới thay. Vâng, và hai quả sau là 2021 các bác nhá. Nói chung là chất xe của con này được cái là cứng các bác ạ, tôn vỏ này. Đấy. Tôn nó còn như thế cơ mà. Mà xe là 2018 nên là gần như là nội thất của xe là còn nguyên nhá. Các bác nhìn này, nội thất nó còn nguyên luôn này. Từ nội thất ra cho đến vô lăng củ số, vô lăng đây. Các bác nhìn là vô lăng này vẫn còn như mới luôn. Đấy, không có bị lì mòn, không có sần một tí nào luôn, còn nguyên luôn. Vô lăng như mới và còn rất là đẹp luôn nhá. Đấy, mặt nhựa này, tất cả các cái phần này nó còn chưa bị mòn.
các phím đèn như mới, các phím điều khiển như mới và phím đèn bên này như thế này. Đấy các bác thấy ạ. Và xe thì chạy được 8 vạn mốt chuẩn chỉ nhá, 8 vạn mốt luôn. Mặt táp lô thì đẹp đảm bảo cho bác là gần như là mới tinh. Cái này thì em mới để cái mặt thảm lên thôi. Thế còn đây em tháo mặt thảm cho các bác xem này. Đấy, còn như mới tinh luôn. Đấy, 2018 xe nó còn như mới mà. Tất cả từ vô lăng củ số còn cực kỳ đẹp. Đấy, bao cam kết đảm bảo cho các bác là xe là không có đâm đụng ngập nước phạt nguội nhá. Cần số là mới luôn này. Đấy, cần số như mới luôn. Mà xe này em chưa cần dọn dẹp thì nó đã như thế này rồi. Đấy, ốc này, đấy các bác nhìn ốc bản lề này. Còn led căng luôn. 2018 nhá. Đấy, 2018 chạy mới được gọi là 5 năm thôi. Và xe là chạy được 2 vạn 8 vạn mốt, 8 vạn mốt thì tính ra là mỗi năm là chạy được khoảng vạn rưỡi. Vâng, vạn rưỡi. Cũng là một cái mức đi lại rất là bình thường, không hề nhiều. Và xe là không có taxi dịch vụ. Vâng. 100% là xe không có taxi dịch vụ nhá các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Xe còn cứng luôn. Toàn bộ keo chỉ này các bác nhìn này, chỉ keo này. Còn cứng này, nội thất bên trong xe này vẫn còn rất là đẹp và mới luôn. Trần đây. Các bác nhìn trần đây này. Đấy, vâng, trần còn đẹp luôn nhá. Cái dòng này thì được cái là xe người ta giữ gìn rất là cẩn thận. Nên là đâm ra là chất xe thì vẫn còn rất là ok. Lốp sau này lốp 2021 như vừa nãy em báo đấy ạ. Vâng, nhưng mà vẫn còn rất là dày. Lốp sau đây và cái phần cua lốp này. Nói chung là chạy 8 vạn thì chắc chắn là phải thay một dàn lốp rồi, chứ không thể bảo là điện để đi được. Vâng, vì thông thường một dàn lốp là vòng đời của nó là rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 vạn, 6 vạn cũng được. Nhưng mà đây bác chủ bác ấy thay luôn. Đấy, đèn hậu đằng sau trong nhá. Và không có ố, không bị rạn nứt, không có động nước đi nào. Đấy, đèn sau này và các cái logo. Đây là xe Avel và bản LTZ nhá. Bản LTZ là bản full kịch của cái dòng này rồi. Cũng như kiểu Chevrolet Cruze bản LTZ hay là trước Chevrolet Captiva cũng bản LTZ là bản full kịch ạ. Xe thì đằng sau này là không có cảm biến lùi, nhưng mà có camera lùi cho các bác luôn này. Camera lùi nhá, có kết hợp cam lùi. Và em này thì có đuôi gió thể thao. Nói chung là có cái đuôi này thì nhìn xe nó đỡ trơ hơn. Và kính còn zin nữa các bác nhá. Kính răng lin còn zin luôn. Vâng, dòng xe này là một dòng xe của Mỹ. Nên là đây, cốp mở thì mở điện bằng đây nhá. Dòng xe của Mỹ. Nên là chất lượng xe thì các bác yên tâm. Đảm bảo cho các bác là không phải nghĩ ngợi về chất luôn. Toàn bộ chỉ cốp này. Đấy, còn nguyên luôn này. Toàn bộ chỉ cánh cốp hai bên là xe là còn nguyên. Và em này thì nói chung là về chất thì đây là một chiếc xe rất là cứng luôn cho mọi nhà. Đấy, 2015 à 2018 xin lỗi các bác, 2018. Đấy, lòng máng rồi các cái phần hậu đằng sau đây còn mới này, ốc là còn chưa động chạm nhá, ốc là chưa động chạm chuẩn chỉ luôn. À, các bác nhìn này, đấy, lòng trong của xe là còn nguyên. Và bên trước nha, các bác nhìn này, đấy, lòng trước lốp sơ cua còn đầy đủ. Đấy, lòng máng này còn nguyên bản luôn nhá. Đấy, chất xe thì còn nét căng luôn. Và em này thì em đang bán cái giá nó chỉ có 228 triệu đồng thôi. Đời 2018. Đấy, em thì thầm. Cua lòng lốp đây các bác nghe ạ. À, cua lốp này. À, không hề lỗi lầm. Lòng cua lốp ngon ngon luôn nhá. Tôn sườn mỏng này. Sạch sẽ. Em này thì được cái là không có đâm đụng nên là cánh tôn của nó là tôn zin đấy. Vâng. Và toàn bộ các cái chỉ cánh hay là các cái ốc này. Ốc này còn đẹp này. Chưa có tháo mở động chạm rồi nhá. Đấy, còn nguyên luôn. Đấy, bao chuẩn chỉ các bác luôn. Và nói chung là với cái tầm đời như thế này thì so với một chiếc xe cùng đời thì khẳng định với các bác đây là một chiếc xe giá rất là vô địch luôn. 228 triệu đồng. Các bác bảo làm gì có con nào đời cao mà giá lại là hợp lý như vậy đâu ạ. Vâng, trừ xe Trung Quốc nhá. Xe Trung Quốc thì như nhà em bán con 2015 cũng đã là 200 triệu rồi. Nhưng mà đây là đời 2018. Một chiếc Avel nhập sản xuất tại Việt Nam. Con này thì được cái là chạy rất là chắc luôn. Và xe Mỹ. Đấy, thảm nước các thứ là còn nguyên. Đây em vắt ra đằng sau. Ghế da của xe là ghế da zin. Và các bác để ý này, toàn bộ cái mặt táp lô này nó còn như mới tinh luôn. Đấy, mặt táp lô đây còn như mới tinh luôn các bác nhá. Đấy, tất cả phần nhựa của xe nó còn đẹp luôn. Nhựa này nhựa zin chứ không có nhựa thay thế đâu nhá các bác nhá. Đấy các bác nhìn này.
nhựa còn rất rất là đẹp luôn. Các phím của xe vẫn còn rất là rõ nét, kể cả là cần số. Đây các bác nhìn này, vô lăng này. Đấy, bác nào mà thích gọi là khó tính cũng chắc chắn đấy các bác là không thể chê được con này. Không thể chê được em này luôn á. Vâng. 2018 mới chạy được gọi là 5 năm thôi. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 24 nhá. Và em này biển đây này, 335566. Cái này thì bác chủ có cái đòi biển rồi. Bác cái đòi để bác cái về bác cái đăng ký xe mới. Đây 2018 này còn nguyên nhá. Vâng, bác cái đòi để đăng ký mua xe mới. Thế nên là riêng dàn lốp này, em này thì chấm điểm 10 luôn. Dàn lốp còn mới tinh luôn. Toàn bộ 4 quả lốp 2023 và 2021, hai quả đằng sau thì gần như là mới tinh luôn. Và em này thì là động cơ máy của chiếc xe là đang sử dụng động cơ máy 1.4 nhá. Vâng, máy 1.4 Avel chạy rất là lành. Và cái dòng này thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Vâng, thực sự là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Động cơ Eltech 2 16 van. Máy em thì thầm. Và đây, em sẽ nổ máy cho các bác để các bác cùng nghe tiếng máy nhá. Động cơ Eltech 2 16 van. Máy khô ráo sạch sẽ này. Đấy, máy còn zin nhá, con này là máy còn zin nguyên. Và aquy ai này, aquy này thay từ 2022 này còn nguyên này. Đây là đầy đủ ABS nhá, ngay dưới cái cục này là có ABS luôn ở dưới này. Đấy, và các bác nhìn này, toàn bộ tất cả các cái phần đầu của xe là không có đâm đụng. Đấy, tai đèn của hai bên còn nguyên. Tai đèn hai bên đây. Đấy, còn nguyên luôn nhá. Và xe thì còn nguyên bản luôn. Nói chung là với cái tầm tiền giá rẻ thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Đấy, chỉ keo cabo này. Đấy, còn nguyên các bác ạ. Đấy, các bác nhìn nhá. Vẫn còn nguyên luôn. Máy em thì thầm. Và đây, ta sẽ nổ máy nhá. À đây, cho các bác xem gầm. Gầm đây này. Đấy, các bác nhìn gầm đây này. Gầm xe còn sáng láng luôn. Đấy, không hề lỗi lầm, không hề đâm đụng, không hề ngập nước. Dàn lốp mới, nói chung là xe thì gần như là mới tinh. Đấy, nóc là chỉ có bẩn bụi thôi, chứ còn không có lỗi lầm gì nhá. Kính còn zin toàn bộ. Bây giờ thì ta sẽ nổ máy và cùng xem. Đấy, máy thì êm luôn. Bây giờ thì ta sẽ cùng ra khoang máy và xem. Đây các bác này, động cơ máy của chiếc xe là động cơ máy. Đây đang nổ đấy nhá, đang chạy này. Đấy, máy là không có hơi thừa hơi quái thì các bác yên tâm. Đấy, không có hơi thừa hơi quái, dầu mỡ này. Đấy, và khô ráo sạch sẽ. Nói chung là cái dòng này thì các bác yên tâm, về là chỉ việc đi thôi, không phải làm gì nhá. Xe ngon và giá lại rất là hợp lý luôn. Chỉ có 228 triệu đồng chiếc Chevrolet Avel. Đấy, vòng tua thấp và xe còn rất là ngon này. Máy khô và không hề lỗi lầm nhá. Các bác nào mà quan tâm thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Bao ngon, bao chuẩn chỉ cho các bác luôn. Và xe thì có bảo hành 1 năm. Đấy, các bác nào quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Và nói chung là con này mà đi thì đảm bảo các bác là không bao giờ phải suy nghĩ. Cảm ơn các bác nhé, và rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ, hợp lý, hợp túi tiền tại Vũ Duy Auto. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.